Công ty cổ phần dệt may Đông Khánh tuyển 200 công nhân vận hành máy dệt. Công ty cổ phần dệt may Đông Khánh là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp kéo sợi, hoạt động hơn 20 năm. Hiện công ty đang cung cấp cho khách hàng những loại sợi chất lượng cao và đa dạng. Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, công ty đang cần tuyển 200 công nhân vận hành máy dệt. Mô tả công việc: tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Quyền lợi được hưởng: chế độ lương thưởng theo quy định chung, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành, phụ cấp cơm giữa ca, tăng ca, thưởng năng suất theo quy định, chế độ ốm đau thai sản, có ký túc xá cho cán bộ, nhân viên. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Yêu cầu công việc: giới tính, nam, nữ, trên 18 tuổi, siêng năng, chịu khó. Yêu cầu hồ sơ: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch gián ảnh có xác nhận của địa phương, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh photo công chứng, giấy khám sức khỏe bản A3, thời hạn không quá 6 tháng, photo công chứng các văn bằng có liên quan. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần dệt may Đông Khánh, địa chỉ khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, số điện thoại 02723 900 899, hạn nộp hồ sơ 30 tháng 11 năm 2017.